Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề, đó là chủ đề về hình vuông. Và được gọi là chủ đề của hình những cơ bản. Sau cái bài này thì thực ra là thầy rất là mong muốn cho các bạn là các bạn sẽ phải làm cho thầy này những cái bố cục liên quan đến hình vuông này, hình tròn này, hình tam giác này, hình lục giác này. Đó, thì mỗi một cái hình đấy thì các bạn nên làm khoảng 10 đến 20 cái bố cục. Để sau này cái tư liệu trong cái tiềm thức của các bạn khi làm cho khách hàng mà người ta chọn vào cái gì đó thì mình sẽ rất là dễ làm nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi với bài hình vuông như sau, tạo cổ giấy. Và đương nhiên là khi mà trong quy trình tạo cổ giấy thì thầy sẽ chọn là kích thước là A4 rồi, một chiều là 21 và một chiều là 29.7. Và tất nhiên là sau khi mà tạo xong thì ở đây nó sẽ có được cái này và hình của chúng ta đây. Các bạn nhìn này, hình cơ bản. Khi tích vào đây và giữ nguyên chuột, các bạn nhìn thấy giữ nguyên chuột chưa? Ở đây nó sẽ có hình vuông, hình vo góc, hình tròn, hình polygon và hình ngôi sao. Và tất nhiên là cái điểm cuối cùng thì người ta gọi là nhấn nhá cho cái việc mà tạo ra tia mặt trời thôi. Nên chúng ta sẽ chọn về hình vuông, các bạn sẽ chọn về hình vuông với bản về cách vẽ, các bạn ghi đi cách vẽ hình vuông như sau. Thì muốn vẽ được cái hình vuông như này thì các bạn sẽ chọn vào cái công cụ hình vuông Rectangle Tool và được ký hiệu là chữ M. Nhìn đúng không? Cách vẽ đầu tiên là bạn sẽ chọn vào nó và tích thẳng vào màn hình cho thầy. Thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái cửa sổ. Và chắc chắn là các bạn sẽ điền cho tôi một cái thông tin vào đây. Và đối với một người thiết kế đồ họa thì mình muốn làm được thiết kế thì mình phải nắm bắt được toàn bộ kích thước của thiết kế của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ bạn làm ra một cái carquisite thì chúng ta sẽ làm vào một chiều là 9 và một chiều là 5.5. Thì chúng ta chỉ cần điền một chiều là 9 và một chiều là 5.5 ở đây là câu chuyện đã xong rồi. 5.5 à, các bạn có nhìn thế này không ạ? Một chiều là 9, một chiều là 5.5, sau đó ấn OK. Thì lúc này các bạn có thấy không? Chúng ta đã làm ra một cái form của carquisite. Có nghĩa là khi mà sau này bạn muốn thiết kế tờ rơi hay tờ gấp gì thì bạn phải biết kích thước nó. Và đối với những người đi làm thiết kế thì người ta biết rồi, người ta đánh dạng rất là nhanh chứ không phải người ta vẽ ra rồi mới đánh. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên đối với những bạn nào mà chưa biết kích thước thì tôi khuyên các bạn hãy đi tìm những sản phẩm đấy và đo trực tiếp. Đo, chỉ có đo trực tiếp thì các bạn mới rút ra cái kinh nghiệm là thực tế. Bản thân làm gì có quy chuẩn nào đâu. Nếu chúng ta không bao giờ cầm vào sản phẩm đấy, nếu chúng ta chưa bao giờ đo sản phẩm đấy thì chúng ta sẽ rất là khó làm nha. OK, cách thứ hai vẽ hình vuông như sau là các bạn sẽ chọn vào hình vuông và bạn vẽ ra. Nhìn nhau ạ. Trong quá trình khi vẽ ra xong thì các bạn sẽ thấy rằng là cái này kích thước là mong bao nhiêu mình không làm được, không biết được nên là người ta mới đánh kích thước. Các bạn nhìn đi cách đánh kích thước. Để muốn đánh kích thước cho một đối tượng thì chắc chắn là các bạn sẽ dùng công cụ là Shift F7. Các bạn ghi đi cách đánh kích thước cho một đối tượng, chúng ta dùng Shift F7. À, các bạn để ý đây nhá, chỉ khi mà chúng ta ấn vào Shift F7 thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng như này. Như thầy đã nói với các bạn này, đây là một trong những cái bảng mà gắn liền với từ đầu khóa đến cuối khóa một cái chương trình của chúng ta, nó là chương trình về thiết kế Inut. Thì nó có bảng align là căn chỉnh các đối tượng với nhau, transform là đánh kích thước đối tượng và quy định toàn bộ hệ thống vo góc và xoay. Tiếp theo người ta có pathfinder là gọi là cắt giao các đối tượng với nhau để tạo ra những cái khung hình, tạo ra những cái bố cục mới để cho các bạn thiết kế cho sản phẩm chúng ta đẹp hơn. Hôm trước thì chúng ta đã đi qua được cái bài đó là bài về thiết kế menu, thì trong đâu đó chúng ta đã có hơi hướng cho việc là bộ nhận diện rồi. Ví dụ như em thiết kế một cái menu thì nó cũng phải đi theo cái nhận diện là cái đường vát chéo cong cong của cái máy nhà đấy, chứ không phải tự nhiên thầy bịa đâu nha. OK, vậy thì lúc này thầy sẽ chọn vào transform thì ở đây nó sẽ có kích thước cho chúng ta. Và nhớ một điều rằng khi đánh vào transform chúng ta có biểu tượng là cái khóa. Nhìn cái khóa chưa? Cái khóa như thế này gọi là mở khóa ra và chúng ta thay đổi được từng chiều. Ví dụ một chiều này thầy gõ là 9 và một chiều này thầy gõ là 5.5 và thế enter.
thì các bạn thấy là chuẩn không ạ? Nhưng khi mà chúng ta đóng cái khóa này lại, có nghĩa là chúng ta kết nối giữa chiều dài và chiều rộng thì thay đổi một chiều thì chiều kia cũng thay đổi theo nha. Ví dụ tôi gõ vào đây là 15 thì ngay lập tức các bạn nhìn thấy từ cái thì cái này nó cũng thay đổi theo. Tại sao lại sinh ra cái chuyện là chúng ta thay đổi từng chiều và cũng có thể là thay đổi khác chiều? Bởi vì rất là đơn giản nha, sau này các bạn thiết kế những cái bảng biển rơi tầm khoảng 1.5 đến 2 mét, mà bây giờ các bạn muốn in cho khách hàng xem thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể chơi cái trò là in một cái to 1.5 đến 2 mét để mang đến cho khách hàng được, mà chúng ta phải thu nhỏ lại, và thu nhỏ lại thì chúng ta phải chọn một phiên bản đồng dạng để làm sao nó nhỏ vào tờ A4 và chúng ta in ra. Và in ra như này thì chắc chắn là các bạn yên tâm điều rằng nó sẽ không sai về mặt tỷ lệ nha. Ok rồi, bây giờ thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa là trong cái phần mà thiết kế về kích thước của đối tượng này, ở đây nó cũng có một cái tiêu chí rất là hay, đó là khi bạn chọn vào đối tượng đó, bạn có thể sử dụng các phím như là phím cộng. Ví dụ bảo là 15 nhưng mà bảo thế em muốn là 15 cộng 5.5 được không? Thì chúng ta ấn vào shift cộng nhá, các bạn nhìn shift cộng nhá. Tôi ấn vào 5.5, nhìn không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy 5.5 chưa? Và lúc này tôi ấn enter phát thì ngay tức là bạn sẽ nhìn thấy là 20.5. Có nhìn không ạ? Và toàn bộ đánh kích thước của đối tượng chúng ta có thể đánh cộng trừ nhân chia theo phương thức nhảy. Có nhiều người bạn là cộng thêm 2 phân thì không phải tự nhiên đánh thông số thêm 2 phân bao nhiêu mà đánh cộng vào 2 phân bắt tự khắc 2 phân luôn. Ví dụ shift cộng 2 enter. Thấy chưa? Nó rất là chuẩn. Ok, thì đây là cái phương thức mà người ta vẽ một cái hình vuông. Bây giờ thì chúng ta sẽ học cách gọi là cách chia cái hình vuông đấy ra thành những cái phần bằng nhau. Các bạn ghi đi, phương thức thứ hai là chia hình vuông thành những phần bằng nhau. À, lúc này thì các bạn sẽ biết rằng là khi mà chúng ta thiết kế một tờ gấp, mọi người đã biết tờ gấp chưa nhỉ? Tờ gấp thì thường thường người ta sẽ thiết kế là A4 và gấp 3. A4 gấp là 3 vào. Và cái này nó sẽ nằm ở một số những sản phẩm như là khách sạn, rồi spa, các kiểu thì người ta hay làm cái tờ gấp đấy. Và nội dung thông tin trên group, cái tờ gấp đấy thì thường thường là nó sẽ có những cái nội dung rất là vắn tắt và rất là cô đọng về một thương hiệu. Ví dụ giới thiệu công ty, giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về dịch vụ, giới thiệu về địa điểm, chấm hết. Nhưng ở dạng ngắn gọn, còn nếu mà dạng phức tạp hơn thì các bạn phải thiết kế catalog. Những cái quyển catalog sẽ rộng và dài hơn và nó nhiều trang hơn rất nhiều so với tờ gấp. Và các bạn sẽ thấy rằng cái tờ gấp của chúng ta chính là A4 gấp 3. Vậy thì cái A4 của chúng ta là một chiều là bao nhiêu ạ? Một chiều là bao nhiêu ạ? 29.7 cộng với 21. 29.7 của chúng ta thì chia cho 3 thì bằng bao nhiêu ạ? À, câu chuyện của chúng ta rất là đau đầu. Tất nhiên máy tính ra thì đều chia được, nhưng nó quá vất vả nên sinh như vậy mà cái thuộc tính. Và các bạn biết là cái tờ gấp mà A4 gấp 3 của chúng ta thì một tờ gấp của chúng ta nó trở thành một cái thiệp chúc mừng năm mới mà. Đó, để chúng ta có thể đưa vào. Vậy đi, nó bằng bao nhiêu thì chúng ta tất nhiên cũng đều đánh được. Nhưng mà đây là một trong phương thức mà thầy muốn chia sẻ cho các bạn. Thầy sẽ vẽ là một đối tượng. Và cái hình này thầy muốn rằng nó là A4, khổ giấy của thầy là A4 rồi. Thì bạn nhìn này, đối với những người mà chăm thì gõ trực tiếp vào đây cho tôi một chiều là 21. Và một chiều thứ hai là các bạn sẽ nhìn thấy là 29.7. Thấy không ạ? Và sau khi vẽ xong thì các bạn có thấy là cái khổ giấy này nó nằm giữa chưa? Chắc là chưa. Đây, cho các bạn chưa nằm giữa này. Vậy có cách nào để cho chúng ta nằm giữa không? Thì bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn là cách căn chỉnh đối tượng. Đầu tiên chúng ta sẽ căn chỉnh đối tượng với giữa khổ giấy. Bằng cách nào? Nhìn này, để muốn căn chỉnh đối tượng với giữa khổ giấy thì như thầy đã chia sẻ cho các bạn rồi, đó là bảng Shift F7 là bảng Align căn chỉnh. Và tất nhiên trong phần căn chỉnh nó chia hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là căn chỉnh đối tượng với nhau, và căn chỉnh đối tượng với khổ giấy thì bạn sẽ sổ xuống và bạn chọn là Show Option. Có nghĩa là chúng ta bật các tính năng lên. Chúng ta bật các tính năng căn chỉnh lên. Khi mà các bạn bật các tính năng về căn chỉnh xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái điều rất hay ở chỗ này. Nó sẽ có cái biểu tượng Align Tool
bạn sổ xuống thì ở đây nó có align to selection, là cách căn chỉnh đối tượng với nhau. Có nghĩa là ít nhất phải có từ hai đối tượng. Được chưa? Và align to abort có nghĩa là căn chỉnh đối tượng với chính cái khổ giấy này, thì tôi sẽ chọn thuộc tính này, nhìn đây nhá. Chọn thuộc tính với khổ giấy. Được rồi. Và tất nhiên ở ngoài bạn chỉ cần ấn vào đây phát là vào giữa luôn. Nhìn nó vào giữa chưa? Và ấn vào đây vào giữa làm theo trục dọc. Thế là khổ giấy chúng ta làm chính xác rồi đấy. Hiểu cái này chưa đã? Nhưng cũng có những các bạn rất là lười. Tôi chia sẻ luôn các bạn, có những bạn lười lắm. Vẽ về bảo là thế có cách nào khác không? Thì các bạn nhìn đây. Để muốn căn chỉnh cái này tôi dùng công cụ Figma, tôi quét qua hai điểm phía trên, nhìn hai điểm phía trên chưa? Tôi chơi trò là căn bằng trên. Tại vì tôi đang căn với khổ giấy mà. Hiểu không ạ? Ok, và lúc này tôi quét qua điểm này thì tôi sẽ chơi trò làm sao? Căn sang bên đây phải. Rồi quét qua bên này, hai điểm bên này, lại căn sang bên đây trái. Và tất nhiên căn quét qua hai điểm này thì căn xuống dưới thì tất nhiên nó cũng bằng cái khổ giấy A4. Nhưng mỗi tội là hơi bị mất nhiều thời gian. Hiểu cái này chưa đã? Đấy, có nhiều người chơi kiểu chơi trò này. Không vấn đề. Cuối cùng nói chung là mèo đen mèo trắng thì không quan trọng. Quan trọng nhất là bắt được chuột thôi. Các bạn hiểu không ạ? Ok, và sau khi mà đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia cái đối tượng khổ giấy này ra thành 3 phần với nhau như sau. Các bạn ghi đi cách chia. Bước 1, để chia một đối tượng ra bằng nhau, chúng ta sẽ chọn đối tượng đó và chọn qua phần object là đối tượng. Chúng ta chọn vào path và chọn vào snip into ngay. Các bạn sẽ nhìn thấy đây. Các bạn sẽ chia cái này thành những cái cột lưới, thì thường thường nó sẽ chia cái đối tượng luôn thành khổ giấy cho các bạn. Sau khi mà chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn đến là cái chữ nhật của chúng ta đã chia làm 3 theo trục lòng dọc và trục lòng ngang. Nhưng trong trường hợp này tôi chỉ cần chia theo trục lòng ngang thôi. Ví dụ cái này nằm dọc, còn ông này nằm ngang. Tôi ấn preview cho bạn xem, tích vào đây một cái, bạn thấy chia đôi chưa? Ví dụ sau này làm một cái quyển catalog về A4 thì bạn chọn A3 cho tôi. Chọn chia đôi, nên tự nhiên là khổ giấy luôn. Tại vì bình thường nó sẽ thiết kế trang đôi mà. Đúng không? Tôi tích thêm cái nữa thì các bạn có thấy là 3 không ạ? Và sau khi mà đã làm xong tôi ấn OK thì lúc này cái này là chia 3 phần riêng biệt. Chia 3 phần riêng biệt. Và tất nhiên một cái tương ứng với một cái thiệp chúc mừng, thiệp và giấy mời hoặc cái gì đó, nó tương ứng với thiệp như vậy. Và nhét vừa vào tờ A4, đấy là chuyện đương nhiên thôi. Và để muốn thiết kế một cái tờ gấp thì bạn phải quét qua cả 3, xoay dọc lên. Thường thường một cái tờ gấp nó sẽ có 3 mặt trước và ở đây sẽ có 3 mặt sau. Mặt 1 chúng ta có thể chọn một cái màu khác đi. Mặt 2 như này, mặt 3 này chúng ta sẽ cho đậm lên. Mặt số 3 được gọi là mặt bìa. Tiếp theo mặt số 2 sẽ là mặt trăng trong của một tờ gấp, thì thường thường người ta sẽ để bản đồ, rồi địa chỉ, rồi logo. Tiếp theo cái mặt số 3 này là liên quan đến mặt dịch vụ, và cái mặt số 3, mặt số 4 của cái này cũng là dịch vụ. Còn riêng mặt này sẽ là mặt sản phẩm, và mặt này chính là mặt giới thiệu. Mặt này sẽ nằm sau mặt này. Có nghĩa là nó có 3 mặt trước 3 mặt sau đấy, ốp vào nhau. Và thường thường cái mặt số 3 này thường thường thầy để mặt bìa. Và để muốn làm được điều này thì sau khi mà bạn làm xong thì bạn in mặt trước mặt sau cho tôi và gấp lại, là bạn sẽ biết là cái cấu trúc của một cái tờ gấp ra sao. Và đối với một sản phẩm tờ gấp thì chắc chắn là sẽ thiết kế nó sẽ lâu hơn là một cái banner rồi. Nên chính vì vậy tiền cũng nhiều hơn. Làm một dân thiết kế mà không biết rằng cái thiết kế của mình đẻ ra nó bao nhiêu tiền thì vứt. Bạn sẽ không bao giờ định vị được rằng là mình sẽ được lương bao nhiêu trong một công ty. Bởi vì bạn cứ thấy là bạn làm nhiều thôi, nhưng mà bạn chả biết là cái đấy bao nhiêu tiền cả. Vậy thì chúng ta sẽ tính được cái tiền là chúng ta mang lại cho công ty được, nếu chúng ta biết nó lương, cái giá tiền nó. Ví dụ một cái tờ gấp liên quan đến khoảng 600, mà một ngày em giá khoảng 5 cái mà đều được duyệt cái thì sao? Thì câu chuyện em sẽ mang được tương ứng tiền về cho công ty. Vậy thì công ty tương ứng mang được tương ứng tiền cho công ty thì công ty sẽ trả mình lương bao nhiêu? Chúng ta phải đặt câu hỏi đối với người ta thì chúng ta sẽ định vị rằng chúng ta sẽ được lương bao nhiêu. Các bạn hiểu cái này chưa? Chúng ta thiết kế một ngày thì chỉ được một cái thôi, mà lại có những người hơi ảo tưởng sức mạnh là bảo là không, em phải mấy chục triệu cơ thì em mới chịu được. Vậy thì chắc có lẽ là nó cho ông ra khỏi công ty thôi. Đâu, các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là cái gì? Bản chất tất cả những người đi làm thiết kế thì cái công ty thiết kế đấy không phải là người trả lương cho bạn,
mà khách hàng người ta trả lương cho bạn. Và trả lương cho bạn thì bạn phải là người tính được là giá tiền của một thiết kế là bao nhiêu. Từ thiết kế logo, thiết kế tờ rơi, tờ gấp, thiết kế bảng biển, thiết kế về nhận diện thương hiệu là đều phải biết giá. Nha. Nếu không biết giá được nên trên mạng search Google tìm hiểu trước đi. Có những người mới vào nghề cũng hơi bị ảo tưởng, có nghĩa là mới thiết kế thôi nhưng mà cứ đòi là lên trên mạng thế, nó đòi là 5 triệu mình cũng chơi 5 triệu. Vậy thì bạn là ai? Bạn là người mới ra nghề, bạn chưa có kinh nghiệm thì bạn đòi như cái thằng gọi là thiết kế bạn gọi là 5-6 năm rồi thì câu chuyện nó không đúng rồi. Nó không thể như bạn nghĩ được, đúng không ạ? Nên các bạn nhớ một điều rằng là khi chúng ta mới ra nghề chúng ta phải thấp hơn là bao nhiêu phần trăm. Hiểu cái này chưa á? Và đừng bay trên mây nhá. Tôi thề với các bạn luôn là nếu tôi là một thầy giáo mà tôi dạy các bạn, tôi luôn nói rằng là ui một cái thiết kế của thầy là khoảng 70-80 triệu đấy, thì ngay tức những cái ông học trò ấy ra cũng hét cũng kinh lắm. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng là nếu mà nói như vậy thì sau này chúng ta đi làm chúng ta kiểm định nó đâu được như thế đâu. Xong rồi quay lại bảo ui hồi xưa thầy Khánh nói vừa va vừa vật mình ta linh tinh, đâu có đúng đâu, đúng chưa? Và tôi nói cho bạn biết là những cái người đi làm ngoài họ là những người cực kỳ cứng và họ là những người cực kỳ gọi là ghê gớm, bởi vì làm có tư cách pháp nhân đâu. Em làm nào để lấy được tiền 50% rồi lại còn lấy được 50% còn lại sau khi em đưa sản phẩm, thì đấy mới là câu chuyện mà chúng ta cần phải tính, đúng không ạ? Còn nhiều người bảo ơi đi làm công ty em lương ít lắm, khoảng 5 triệu nhưng chủ yếu em làm ngoài chính thôi, thì nói thật cho bạn biết những ông đấy thường thường là không bao giờ có tiền trong túi, ông ấy không bao giờ có tiền luôn, đảm bảo cho bạn biết. Bởi vì sao? Những người thường thường như thế tôi bắt thót rồi, cứ nói là bảo làm ngoài nhưng mà thực sự là ông Hiền này làm ngoài cái gì, làm ngoài mắc, đúng không ạ? Ok, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi tiếp theo. Vậy lúc này thầy đã chia cho các bạn ra một cái phiên bản, đó là một cái tờ gấp chia ba, và chúng ta lợi dụng cái phần chia gấp để tạo ra một tính chất trang trí cho sản phẩm. Các bạn ghi đi cách trang trí cho sản phẩm như sau. Để muốn trang trí cho một sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng, chọn vào file, chọn vào plate, và chúng ta sẽ kiếm một cái gọi là ổ My Computer, ổ E, chọn vào thư viện này. Và tất nhiên là khi mà các bạn chọn vào bất cứ một cái ảnh nào đó thì bạn cũng có thể trang trí được cho nó. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào cái điện thoại đi. Sau đó thì thầy sẽ chọn một cái hình như thế này. Bây giờ thì thầy muốn trang trí nó thì thầy sẽ dùng cái hình vuông. Thầy sẽ vẽ vào vị trí này. Sau khi vẽ xong thì thầy chọn một cái màu trắng để cho nó dễ dàng hơn, và bắt đầu thầy sẽ chia cái màu trắng này ra thành những cái phần bằng nhau, bằng pháp, chọn vào đúng cái lệnh vừa rồi chia. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là thầy sẽ chia làm ngang. Các bạn có nhìn thấy số 6 không ạ? Thì thầy cũng chia cái này thành 6 phần. Và tất nhiên là trong quá trình khi chia thì các bạn sẽ thấy là cái hình này và hình này nó khác nhau, bởi vì là cái gluten chính là khoảng cách giữa các cột. Có nghĩa là cột nằm ngang thì cái này nó không có khoảng cách. Còn ông này là 42, vậy tôi gõ về 0 thì cái này sẽ làm sao ạ? Nó sẽ kín mít. Nó sẽ kín khít lại với nhau, tôi ấn OK. Lúc này bạn sẽ chọn vào đây, bạn gõ cho tôi giá trị là 80%. Và chọn cái này thì tôi sẽ chọn là 60%. Như những cái bài đầu thì tôi đã chia sẻ cho các bạn, đánh ra phải copy rất là mệt, nhưng mà bây giờ thì cái này nó chia cực kỳ chính xác 20%. Và tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây là 10%. Và cuối cùng thì các bạn sẽ chọn cho tôi tất cả những cái này là 5%, bởi vì có những cái thông số này chúng ta không có, chúng ta phải tự đánh. Còn tất cả những cái ông màu trắng như thế này chúng ta sẽ bỏ đi. Các bạn sẽ thấy rằng là nó rất là chính xác, nhìn không ạ? Cách trang trí cho một đối tượng một cái góc theo bằng hình ô vuông thì cái này là một trong những cái cách chính xác rất là tuyệt vời, nên các bạn hãy chọn theo phương thức này. Có nghĩa là khi mà chúng ta học càng sâu thì chúng ta sẽ phải làm nhanh hơn và chính xác hơn. Và tất nhiên là sẽ ấn vào Ctrl G rồi, thầy sẽ chọn vào vị trí số 2 và chọn vào overlay.
Để thứ nhất là nó sẽ tạo ra những cái trang trí nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì nếu chọn overlay thì cái màu nó sẽ tươi hơn, nó không phải là cái đục màu như vừa rồi thầy vừa chia sẻ cho các bạn nữa. Nếu giảm opacity chỉ được như thế thôi. Còn nếu overlay thì cái màu nó sẽ tươi hơn. Đây cũng là một hình thức trang trí cho một góc nó bớt đơn điệu. Hiểu cái này không ạ? Ok. Vậy lợi dụng cái hình vuông đấy thì chúng ta mới thiết kế là một cái sản phẩm tiếp theo, đó là chúng ta thiết kế bố cục. Các bạn đi thiết kế bố cục bằng hình vuông. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình, và cái hình này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng như thế này. Cũng đã rất là lâu rồi, hồi xưa tôi có ra cái Vietcombank, nó có một cái tờ rơi và thiết kế toàn bằng những cái hình vuông thôi. Và hy vọng rằng là cái hình vuông đấy thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được. Đây, ví dụ như tôi vẽ một cái hình vuông như này. Sau khi vẽ xong tôi chọn một cái hình màu trắng. Và sau khi chọn màu trắng xong thì tôi chọn này, nhìn này. Đối tượng này không căn vào giữa nên chính vậy mà tôi chọn đối tượng 1 giữ shift, chọn đối tượng 2. Để muốn căn đối tượng với nhau thì chúng ta dùng công cụ shift F7. Và trong công cụ shift F7 thì các bạn biết rồi, nó có một biểu tượng là Align Selection, có nghĩa là căn chỉnh đối tượng với nhau. Nhìn nhá, bắt đầu làm này. Chọn 1 này, giữ shift chọn 2. Bạn muốn lấy đối tượng nào làm gốc thì tích vào đó cho tôi thêm một lần nữa. Có nghĩa là bây giờ mình muốn lấy cái xanh này làm gốc thì bạn tích thêm cái nữa. Thì các bạn có nhìn thấy cái bao quanh xung quanh nó màu xanh không ạ? À, chuẩn nhận rồi, ấn vào đây phát được chính giữa luôn. Bạn thấy đều không ạ? Nhìn thấy đều chưa? Mà trong thiết kế mà không biết căn chỉnh thì chán lắm. Tiếp theo, sau khi làm xong tôi chọn vào Object, tôi chọn vào phần Path và bắt đầu tôi lại chia cái hình nó ra. Thì lúc này tôi lại chia cho các bạn để các bạn nhớ thôi. Bạn có thấy là tôi chia chưa? Và tất nhiên tôi sẽ chia cái chiều này thì cũng không thể lấy được giá trị là theo kiểu là số 6 nữa. Tôi đầu tiên tôi gõ vào đây là 0. Nhìn số 4 chưa? Sau khi đã có số 4 xong thì các bạn nhìn thấy cái chữ UD này chính là khoảng cách giữa các cột, nên tôi sẽ tăng cái này lên một tí. Và với giá trị 0.01 như này hơi to. Khoảng cách giữa các cột luôn luôn phải bằng nhau và nhỏ thôi thì cái thiết kế của bạn đẹp được, nên tôi chọn vào 0.5. Bạn nhìn thấy nhỏ chưa? Và tất nhiên cũng chả dại gì, bằng cách là tôi sẽ ấn vào đây, tôi copy bên này và paste sang bên này là xong. Thấy chưa? Và vậy thì có phải như lần trước là chúng ta phải copy được Ctrl D rất là nhiều lần, thì bây giờ không cần làm như vậy nữa, chúng ta ok. Và toàn bộ tất cả những cái này tôi bỏ đi. Cái này tôi bỏ đi. Và đây là những cái mà chúng ta có thể tạo ra những cái bố cục mà nó khác lạ. Có thể chơi như thế này. Và sau khi đã làm xong, tôi quét qua toàn bộ tất cả những đối tượng này và giữ shift, tôi tích thêm một lần nữa vào đây. Các bạn nhìn thấy tôi chọn những hình vuông không? Và sau khi chọn ra hình vuông xong thì người ta có một cái nguyên tắc như sau, đó là người ta chọn vào Object, người ta chọn vào Compound Path và người ta chọn vào Ctrl số 8. Ctrl số 8 là gắn tất cả những đối tượng rời nhau trở thành một. Và sau khi rời đối tượng một thì bạn mới được quyền cho ảnh chụp ạ. Lúc này các bạn sẽ chọn đến File và các bạn sẽ chọn đến Blade và các bạn sẽ chọn đến OE. Chúng ta sẽ chọn đến phần Photoshop. Trong phần Photoshop của chúng ta thì cho chúng ta sẽ có một cái, thử xem có cái bài nào cơ bản không. Ok, các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ chọn một cái hình ảnh như thế này và tôi đặt vào đây. Cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và căn chỉnh căn chân số 7 thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã được chui vào. Và tất nhiên là nhớ một điều rằng trong thiết kế thì cái sắc độ cực kỳ quan trọng. Bảo thế nhưng mà em lại thấy cái này nó chưa được hợp lý, vậy thì chúng ta ấn Ctrl Z lại. Chúng ta làm lại từ cái này đúng không? Có những bạn thì người ta chơi tròn như sau, người ta sẽ bỏ một, xóa cái này đi, và người ta trơn tròn là người ta sẽ kéo cái hình này ra đúng bằng cái, người ta có thể dùng một cái hình như này được không? Nhìn này chưa? Vuông như là thực ra bản chất của hình vuông, nhưng mà bạn đừng bao giờ lệ thuộc theo kiểu hình vuông người ta đã chia sẵn rồi. Mình có thể chơi một cái trò nhẹ, chỗ này em có thể vứt đi, chỗ này em có thể vứt đi như này được không ạ? Và tất nhiên bây giờ người ta mới chơi một tròn như sau, người ta cứ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và mới ấn vào Object, chọn vào Path và chọn vào Ctrl số 8. Và lúc này chúng ta chọn là File và chúng ta chọn vào Blade, thì cái này chúng ta sẽ chọn lại
cái hình của chúng ta sẽ chọn lại. Ví dụ tôi chọn một cái cô gái, và cái hình cô gái này tôi sẽ vẽ vào đây, cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và cam chân số 7 của chúng ta sẽ được cái hình như này. Các bạn thấy không ạ? Bởi vì là chúng ta xác định rằng là cái chỗ nào là chỗ phần chính ấy, thì có thể phải là có rất nhiều hình vuông nó sẽ đặt vào vị trí và có thể nó to hơn. Được mà, chính phụ vẫn được như bình thường. Và sắc độ quan trọng nên chính vậy mà các bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại. Ví dụ cũng có thể lúc này tôi sẽ để cho nó đậm xuống một tí nữa thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. Và phần thứ hai là lúc này người ta mới cần nhấn nhá, chứ còn lúc bình thường thì nhấn nhá làm gì. Ok, cầm vào đây, vẽ vào đây. Và tất nhiên là một cách mà để lấy màu mà không bị lạc tông đó là lấy màu từ chính sản phẩm. Cô gái chính là sản phẩm, chúng ta thích vào đây một cái. Và chúng ta sẽ cho xuống dưới một đối tượng thì chúng ta sẽ có một cái trang trí là nằm ở đây. Và sau đó thì bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn đặt lên các vị trí còn lại. Ví dụ như cũng có thể là chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây. Có những cái thì nhớ một điều rằng chúng ta giữ shift, chúng ta đặt lên đây. Đây là những cái mà chúng ta có thể sáng tạo lên. Các bạn có nhìn thấy cái hình này không ạ? Và tất nhiên có nhiều người thì sẽ dùng một biểu tượng đó là chúng ta sẽ chọn những cái hình vuông nhỏ hơn. Ok, y ngắn chúng ta sẽ chọn vào vai cô gái, hoặc là chọn vào da mặt cô gái, có thể là như này. Tông lâu, sau đó thì tôi sẽ kéo màu. Người ta gọi là kéo hình nha em. Và xuống dưới thì chúng ta có thể kéo hình. Nói chung là không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới thì chúng ta cứ chơi thôi. Và không liên quan gì đến cái việc mà chúng ta thiết kế về chữ thì chúng ta cứ thế thôi. Gọi là kéo hình. Nó có các màu với nhau thì đây là cũng là một trong những cái phương pháp để chúng ta có thể làm như này. Nhưng phương pháp này đây là phương pháp bên ngoài. Còn có những phương pháp mà chúng ta sẽ dùng cái hình vuông đấy và chúng ta sẽ chơi một tròn là chúng ta sẽ cho vào mặt nạ thì nó sẽ ra sao? Các bạn sẽ ứng dụng là cách chia hình vuông vào trong mặt nạ. Các bạn nhìn đi. Cách làm bố cục bằng cách là chia hình vuông vào trong mặt nạ. Lúc này chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hình. Tôi sẽ back lại và tôi tìm một cái hình cô gái khác. Chúng ta sẽ chọn đến phần Photoshop, chúng ta chọn vào bài và chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok. Đấy, màu rất là đẹp. Bản thân của những cái màu này nó đẹp rồi. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, giữ shift, chọn đối tượng này làm gốc và ấn vào đây là căn trái và đây là căn bằng đầu. Sau đó lại cầm đối tượng này, chúng ta sẽ kéo vào đây thì nó sẽ có bắt điểm, nên là chúng ta sẽ cầm cái điểm này đặt lên đây. Nhìn chậm. Cách làm này nó rất là đơn giản, còn muốn chính xác nó rất là dễ. Chọn vào đây, giữ shift F7. Chiều ngang của này đây, copy Ctrl C. Sau đó sẽ làm sao tích vào đây, gõ vào đây Ctrl V Enter. Thì hai cái đó bằng nhau thì chọn 1, chọn 2, tích vào đây một cái nữa thì chúng ta sẽ căn vào đối tượng vào giữa bằng ngang. Chính xác. Có nghĩa là tôi chọn hai cái ngang nó bằng nhau á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm thôi. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình ô vuông như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, đó là tôi sẽ chọn vào đây. Và sau khi hình này xong thì tôi để một cái màu trắng và tôi bắt đầu cũng chia như vậy. Tôi chọn vào Object, tôi chọn vào phần Path và tôi chọn vào đây. Để sau này chúng ta sẽ chủ động được cái này, nó có cái này nó giống như là chúng ta chọn vào group trong cái phần Photoshop ấy. Và tiếp theo là bạn sẽ tăng cái khe này lên và tôi tăng khe này lên, tôi sẽ chọn vào 0.03 đi và tôi gõ vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy khe chưa, rất là bé. Sau khi đã làm xong tôi sẽ chọn vào đây, tôi ok. Lúc này rất là đơn giản, tôi quét qua toàn bộ tất cả cái màu trắng và tôi giữ shift, tôi kéo thêm một lần nữa ngược từ dưới lên trên. Lúc này tôi loại trừ hai thằng ngoài đi thì lúc này tôi tìm được cái này. Các bạn nhìn lên tôi có 3 cái chưa, nhưng các bạn có thấy là cái đoạn này thừa làm tí ngoài không? Lớn không, thì tôi sẽ chọn cách chọn nhanh này. Người ta quét qua giữ shift kéo từ dưới lên trên, chọn thằng cái nền xanh và cái màu ảnh đỏ đỏ đến đây thôi chứ không dám đến đây, chỉ đến đây thôi, tại vì thằng ấy nữa cứ qua nó là chọn nó, giữ shift lên. Và sau khi làm xong tôi sẽ chơi một chọn là Ctrl X. Các bạn biết Ctrl X không? Ctrl X là cắt đi, cắt toàn bộ cái màu trắng đi. Edit, chúng ta chọn vào Ctrl X. Thấy mất màu trắng chưa? Sau đó cái hình này các bạn sẽ chọn vào cho tôi mặt nạ. Thì mặt nạ nó đen thui mà.
Thì bây giờ cái hình của chúng ta là màu trắng thì có phải là Ctrl Shift V thì nó sẽ hiển thị trong màu trắng không? Ok, Ctrl Shift V. Quên mất, Ctrl Shift V đúng hơn. Đấy, và đúng chỗ này chưa? Thì tôi hỏi bạn nhé, cái hình này bây giờ tôi chơi trò tôi xoay như này đúng không? Ok, vậy thì các bạn có thấy là cái này tôi tùy biến về bố cục được không ạ? Các bạn thấy tôi tùy biến bố cục thế này, tôi kéo to ra như này có được không? Có chế lại đâu? Thì này khe của tôi vẫn đoạn hàng mà. Bảo thầy ơi, nhưng mà em vẫn thích là cái hình này nó còn hơn cái hình cũ ở chỗ này, nó còn làm được cái này nhá. Các bạn nhìn này, bắt đầu chúng ta mới ngồi tính toán. Ừ, cái đoạn này cần gì chơi khoảng 40% thôi. Em 40%. Ok, cái hình này tôi sẽ chọn vào khoảng 30%. Cái này đánh hoàn toàn trong mặt nạ nha, tại vì các bạn càng giảm bao nhiêu thì độ mờ càng bao nhiêu. Thì cách thông số của cái việc mà bạn vẽ hình vuông trong mặt nạ này nó đọc được các thông số về opacity. Còn cái thằng này không đọc được, không làm được. Nên là cái gì trông nó cũng chơi chơi giống nhau ấy. Ok, tôi sẽ gõ vào đây là 80%. Ok, tôi gõ vào đây là số 70%. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây là 30%, 40%. Rồi cái này các bạn sẽ chọn vào 20%. Mọi người nhìn thấy chưa? Cũng là bài bố cục như này nhưng mà nó sẽ tùy biến hơn rất nhiều. Bạn thấy nhưng mà em muốn rằng bốn cái này phải là một ảnh cơ. Ok, vậy thì vứt cái này đi, vứt này đi, vứt này đi. Vậy thì có phải cái này cầm và kéo xuống như này không? Như vừa rồi thầy có làm đúng không em? Thế có phải thành vô không ạ? Nhìn chưa? Rồi cái này nó làm được cái gì đó? Nó hay ở chỗ nào á? Ok, vậy chúng ta sẽ chọn vào điểm này, chọn vào điểm này này. Các bạn có nhìn thấy nó có vò góc không? Và chúng ta sẽ chơi trò này, chúng ta sẽ chơi trò vò góc. Ok, tạo hình. Thấy chưa? Tạo hình cho thiết kế của sản phẩm, đồ ăn, đồ hiếc, các thứ, đồng hồ. Bạn sẽ thấy là cái này nó cực kỳ tốt luôn. Nhìn không ạ? Tạo hình rất tốt. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, thì tùy theo tính chất mà các bạn làm thôi. Cái này thì chúng ta sẽ làm thoải mái và chúng ta sẽ lấy được cái thiết kế của nhãn mác của chúng ta nằm đây. Và sau khi đã làm xong tổng qua toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ chơi trò như sau. Tôi lại quét qua tiếp theo một lần nữa. Tôi có thể được quyền copy xuống một lần nữa. Nhìn copy xuống lần nữa chưa? Tôi dùng công cụ Shift X. Nét hình đang màu trắng mà. Tôi nhấn vào Shift X. Thì có phải các bạn có đồng ý với tôi là nó bây giờ nó trở thành viền không? Mà đã trở thành viền thì có phải là đọc được cái thông số này không ạ? Mọi người nhìn này chưa? Và sau khi làm xong bạn thoát khỏi lệnh giúp tôi. Và lúc này tôi sẽ có một cái hình này và tôi đánh cho nó. Cũng có thể tôi chọn một cái màu nó đậm lên như này. Y ngắn chỉ thẳng vào đây lấy màu đậm. Mọi người nhìn thấy cái cách làm chưa? Đây là bố cục người ta xây dựng bằng những cái mặt nạ. Và tất nhiên là lúc trước thì các bạn có nhìn thấy cái tôi làm này không ạ? Tôi ok, tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ đưa sang bên tay phải một lần nữa. À, cũng là phương án đấy, tôi sẽ copy cái này ra và tôi sẽ kéo sang bên này. Tôi trở về Opa bình thường. Tôi lên trên tất cả. Các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Tôi ấn vào Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong tôi sẽ chọn đối tượng này và sau tôi copy sang sản phẩm số 2 và dùng công cụ O. Tôi kéo ngược lại như này thì có phải tôi sẽ đối xứng không? Đúng chưa? Ok. Sau đó thì tôi lại quét qua tất cả những này giữ shift này, loại trừ ông này. Thì có chọn này không? Tôi lại kéo lên trên. Đây là hình vuông mà ngồi tự nghĩ ra những cái bố cục này. Sau đó dùng phím O. O đây. Giữ shift, kéo dứt khoát. Thế là xuống dưới rồi. Nhìn nha. Thì có phải được cái này không ạ? Và sau khi được cái này xong thì tôi sẽ chơi tròn làn xong. Tôi sẽ vừa lúc lại trước sau đã. Lúc này các bạn chọn vào file, các bạn chọn vào blade. Và cũng là cái mặt nạ đấy thì các bạn được quyền chọn một cái phương án khác. Ví dụ như chọn vào mặt nạ. Chúng ta sẽ chọn một cái hình. Đây tôi sẽ chọn một cái son môi cái gì đó tùy các bạn. Rồi ok, tôi chọn cô này đi. Hay cô này đi. Các bạn sẽ nhìn thấy được chưa? Do là cái hình cô gái này nó lớn quá. Nhìn nó lớn chưa? Nên là người ta mới chơi tròn như người ta dùng cái công cụ M, người ta chỉ cho phạm vi đến đây thôi. Và đầu tiên tôi sẽ cho cái chọn 1, chọn 2 và tôi ấn vào Ctrl số 7.
thì có phải cô gái này chỉ xuất hiện một cái hình này không? Tôi cắt bỏ phần thừa mất. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi mà thầy làm cái thao tác này thì thầy di qua thì bản chất là cái ảnh là chỉ chui vào thôi, chứ nó không phải cắt đi phần thừa bên ngoài. Nên file thiết kế của chúng ta nếu mà nặng là chuyện đương nhiên rồi, bởi vì bạn rất mình không cắt ảnh đâu. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là để muốn cắt ảnh thừa chúng ta làm như sau. Các bạn ghi đi, để muốn cắt ảnh thừa và giảm nhẹ dung lượng ảnh trên file thiết kế trên Inut của các bạn thì bước 1 là các bạn chọn vào cái ảnh đã cho chui vào cái khung đây ạ, chọn ảnh chui vào cái khung đúng không, đúng chưa. Bước 2, các bạn sẽ sổ cái transparency này xuống, chọn vào multi cho thầy. Bước 2 là chọn vào transparency và chọn multi, là chọn hòa trộn. Sau khi mà chọn hòa trộn xong thì bây giờ chúng ta làm gì nữa nhỉ? Ấn vào đây, các bạn sẽ thấy tối thui. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào bước 3, đó là chọn vào object, chọn vào phần pattern. Nhớ không ạ? Đây là một trong những lệnh cực kỳ quan trọng, nó biến nét trở thành đối tượng, xong rồi cắt ảnh phần ảnh thừa. Thì cái này cũng có tính năng như vậy. Và tất nhiên là thầy chọn vào kênh alpha rồi, chọn vào kênh alpha. Đấy. Có nghĩa là khi thiết kế đồ họa chúng ta đừng có nhăm nhăm vội, là chúng ta phải có chữ hình nhau. Ok, tôi thiết kế toàn bố cục đã. Bố cục mà tôi giỏi thì sau này chữ kiểu gì tôi cũng giỏi, bởi vì tôi làm nhiều mà. Nhưng bố cục mà không có mà gặp cái hàng thì chúng ta thiết kế một cái người ta loại luôn, rồi trong đầu chúng ta không còn cái nào nữa, toi rồi. Trong đầu của chúng ta bao giờ cũng phải có khoảng 200 bố cục. Thì tôi thề các bạn, bạn gặp khách hàng này báo tin buồn cho khách hàng này chỉ có chết thôi. Bởi vì không thiết kế kiểu này thì mẹ em lại thiết kế kiểu khác, thiết kế cho bằng được thì thôi mà. Cứ dùng 200 cái này đủ chết lắm rồi. Còn thiết kế nói thật cho bạn biết là có rất nhiều tầng khác nhau, rất nhiều khách hàng khác nhau. Có những khách hàng thì người ta có tiền, nhưng người ta lại cái cách nhìn của họ lại không, nó không tương xứng với đồng tiền. Người ta nhìn rất là bình thường, bởi vì làm sao tôi mới ở quê nên đùng cái tự nhiên tôi có tiền tôi trở thành ông chủ, đúng không ạ? Nên tôi thiết kế bình thường thôi. Vậy thì bạn thiết kế mà lại sang chảnh quá thì chưa chắc, bởi vì làm sao, lúc tôi ở quê tôi gắn liền với củ khoai củ sắn, tôi nhìn nó quen thuộc rồi, rất dân dã rồi. Bây giờ bạn cho tôi ăn một cái món một cu khi tôi còn chế chứ ăn kiểu gì, em biết không? Thề các bạn, nhiều lúc đi ăn thịt bò đi, thịt bò vi tết này, không biết là cắt kiểu gì, đưa cho mình dĩa thì mà bình thường mình từng chơi đũa thôi, đúng không? Khó rồi, khoai, đúng không? Bình thường có khi cầm cả miếng ăn cũng có. Vậy thì cái câu chuyện của chúng ta đồ họa nó cũng thế. Nếu chúng ta không hiểu khách hàng, chúng ta sẽ không bao giờ làm được cho họ. Còn có những người thì tuy ít tiền, nhưng lại cái giá trị về kiến thức và cái thẩm mỹ của họ lại rất cao. Nên nói ra cho bạn biết là khi mà bạn nào mà bạn chỉ cần thiết kế nó hơi quê một tí thôi thì người ta sẽ không chấp nhận bạn. Vậy thì trong con người của các bạn thì cái gì cũng có, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp đến không chuyên nghiệp cũng có. Nhưng tóm lại, tôi là dâu trăm họ, tôi sẽ phục vụ cho khách hàng và khách hàng thấy hài lòng là ok. Như này, sau khi làm xong thấy ok thì các bạn sẽ nhìn thấy là di qua, các bạn nhìn di qua chưa? Không còn ảnh thừa nữa. Ok, bây giờ thầy mới chơi trò này. Thì có chọn cái này và thầy cho lên trên tất cả thì các bạn có đồng ý với thầy là thầy sẽ chọn ở giữa mặt cô gái nhỉ, đúng không ạ? Thế chưa? Thầy sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl X, cũng tương tự như cái thằng này. Thầy sẽ chọn ra đây là mặt nạ của nó. Có phải đây mặt nạ màu đen không? Thì thầy ấn vào Ctrl Shift V thì có phải cô mặc cô gái xuất hiện theo hình vuông nhỉ, đúng không? Đúng không? Ok. Mà thấy nhưng mặt cô gái này không rõ lắm, vậy thì tôi hỏi bạn trong cái mặt nạ tôi có thể nhân bản nó lên được không? Ctrl C, Ctrl F tôi có thấy sáng nào, vậy thì mặt sáng ra một độ. Nhưng trước khi làm điều đó, từ bình tĩnh đã. Đây là vấn đề hình vuông. Tôi muốn biến toàn bộ tất cả những hình vuông này trở thành hình tròn thì sao? Thì người ta có một lệnh như sau là tạo ra vo góc cho một hình. Các bạn ghi đi cách tạo vo góc cho một hình. Người ta chọn vào hình, người ta chọn vào hình, người ta chọn vào effect, người ta chọn vào biểu tượng style và người ta chọn vào round color là cách tạo ra vo góc cho đối tượng. Và các bạn sẽ thấy rằng là ôi
thì Khánh hay thiết kế một kiểu như là cho một cái khung bên tay trái hoặc bên tay phải, hoặc là một cái khung ở trên hoặc khung ở dưới nhỉ. Còn phần dưới thầy không bao giờ làm bởi vì chỗ đấy là dành cho chữ ạ. À. Các bạn nhớ một điều rằng là bất cứ một thiết kế dù đẹp hay dù xấu dù như nào thì hãy dành cho một khoảng không để tôi đặt chữ vào đấy ạ. Nhớ nhá. Tôi chưa biết sang chảnh bằng ai. Tôi chưa biết giỏi bằng ai, nhưng tôi là người thiết kế có nghề. Và tôi là người thiết kế an toàn. Đầu tiên mà chưa có nghề mà chưa an toàn mà cứ bay như trên mây thì tôi thật cho bạn biết là chắc là bay chỗ nào ấy. Sao chổi mất. Nhá. Nên là chúng ta thiết kế làm sao chúng ta đi ổn định đã. Còn sau khi mà chúng ta làm 2-3 năm sau mà chúng ta nói chuyện về cái chuyện là thiết kế đẹp hay xấu thì thực sự là lúc đấy đã kinh lắm rồi. Chúng ta đủ sức để chúng ta làm nói về chuyện về cái thiết kế rồi. Đúng không? Nhưng nếu không vượt qua được nền tảng cơ bản đầu tiên, chúng ta sẽ không có nghề. Nhá. Nào các bạn sẽ nhìn vào đây. Sau khi thầy tích vào đây xong thì thầy ấn vào preview thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bắt đầu nó chia thành hình tròn chưa? Này, kéo này, bớt hình tròn, ấn cái nền càng lên cao thì có phải trở thành tròn không? Từ những hình vuông trở thành tròn mà. Vậy thì lúc này các bạn có thấy là cái ảnh của chúng ta dưới dạng là hình tròn nhỉ không ạ? Ok, sau khi làm xong này xong, chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một độ nữa cho nó sáng hơn và chúng ta thu nhỏ cái này lại. Thì các bạn có nhìn thấy nó có nhiều dấu chấm không ạ? Nhìn thấy dấu chấm chưa? Rồi, ok. Tiếp theo cầm điểm này, copy lên đây và cho nó nhỏ hơn, đặt ở vị trí một mắt bên tay trái. Ok, sau đó cầm điểm này chúng ta sẽ copy sang bên này nữa. Không sao, bình tĩnh. Đấy, các bạn có thấy là đầu tiên chúng ta làm được như này không ạ? Sau khi đã làm xong, người ta muốn tạo ra một tính ấn tượng. Các bạn có đồng ý với tôi lúc này tôi dùng một cái hình tròn, tôi vẽ thẳng vào trong nó, vẽ thẳng vào mặt cô gái luôn và buông tay ra. Tại vì cái hình của tôi màu trắng mà, nên là mặt nạ mà. Vậy thì có phải là đây là cái hình nhỉ? Nhưng mà thầy ơi, nhưng mà trông cái này nó cứng quá. Vậy thì có cái cách nào mà cho nó mềm mại được không? Em muốn nó đặt như này rồi nhưng nó bị cứng quá. Thì người ta mới chọn cái biểu tượng này, chọn vào effect, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Thì đây là những cái tính năng lấy từ trên Photoshop xuống chứ không phải tính năng của Illustrator. Nên là chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới làm được chứ, đúng không ạ? Và cái này có phải làm nhòe không ạ? Vậy thì bản chất của cái hình trắng này làm nhòe thì tất nhiên nó được ở chỗ này. Cái gì nó chẳng có giá, đúng không ạ? Các bạn nhìn đi chưa, cô gái và ấn vào đây, các bạn thấy không? Và cái hình này của tôi thì tôi sẽ có rất nhiều kiểu, là các bạn có thể chọn ra những cái này này, đặt vào đây cũng có, đặt vào đây cũng có, nhìn đi mà. Các bạn có thể phóng to cái này ra một tí. Ok, cầm điểm này ở đây, tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ đẩy ra đây một tí, nhìn chưa? Và các bạn có thể phóng to, sau đó bạn đặt mặt cô gái vào đây. Đấy, người ta muốn tạo ra một cái cảm giác về quảng cáo ấn tượng thì người ta phải tạo ra những cái hình ấn tượng. Và tất nhiên đừng bao giờ làm mất mặt của người ta là được rồi, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, cũng tương tự như vậy thì khi mà người ta đã dùng cái biểu tượng về mặt nạ thì nó sẽ rất tốt cho các bạn luôn. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Đây, tôi sẽ bỏ cái hình này ra, tôi lấy cô gái. Sau đó để các bạn có thể chơi một cái trò như sau, là tôi sẽ chọn vào cái hình tiếp theo, là tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng hình tròn, tôi vẽ vào đây. Hoặc là có những người thì lại rất hay chỗ là người ta có thể dùng pen, người ta tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm, người ta đồ theo mặt của cô gái. Nhớ là phải đồ theo mặt cô gái nhá. Thực ra bản thân mà chúng ta hiểu rồi chúng ta làm cái gì cũng được à. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, được chưa? Và riêng cái hình này, các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ phải chọn là màu đen. Nhớ màu đen chưa? Sau khi đã màu đen xong rồi này thì chúng ta sẽ đặt và nuôi lên một tí nữa. Có nghĩa là đồ phải chính xác nhé, phải đổi chứ nhé. Tôi thoát ra ngoài. Bắt đầu tôi sẽ chơi một trò này. Ví dụ lần trước thì tôi đã dạy cho bạn về chiêu thức là vẽ cái pen rồi. Thì chúng ta sẽ vẽ như này này. À, chúng ta cứ đong đưa như này, kiểu đánh võng ấy. Đấy, đánh võng như này thì ai biết đánh võng đúng không? Ok, chúng ta sẽ đánh võng rồi. Rồi, đánh võng rồi, bung tay ra. Và tất nhiên là sau khi mà đánh võng xong, bung tay ra rồi thì các bạn hãy nhớ một điều rằng cái hình này phải là màu trắng. Cái nét của nó phải là màu trắng, hiểu không?
Và cái net này của chúng ta sẽ phải là giá trị là 0.5, ý đúng không ạ? Sau đó chơi một trò như sau là copy toàn bộ cái net trắng này, Ctrl X, và đưa vào mặt nạ của cô gái. Thì có phải chỗ này nó đang bị miếng màu đen không? Tôi vết vào thì cái miếng màu đen là làm thủng hình, nhưng của cái net của Việt chúng ta làm xuất hiện hình mà. Và chúng ta nó Ctrl Shift V. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái cổ của cô gái. Các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa là sự pha tạp giữa các chất liệu với nhau, đồng ý, nhưng đẹp hay xấu chúng ta phải thử. Nếu không thử không biết là đẹp. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta sẽ bỏ qua cái này và chúng ta sẽ xóa cái này. Thì mỗi một cái tính năng này đều có giá trị. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ thu nhỏ này như thế này. Ok, cặp điểm này chúng ta sẽ kéo vào đây. Bông hoa thì cần phải rõ lên thì chúng ta có thể chọn ngay. Nhìn chưa? Ok, chọn ở đây, chúng ta sẽ chọn là xem bông hoa ở đâu nữa. À, có cái tay của gái nữa, chọn vào đây. Nhìn chưa? Ok, thì đây là một trong những cách người ta gọi là ứng dụng mặt nạ cho cái thiết kế của chúng ta. Tiếp theo. Vậy thì hình vuông chúng ta còn có tính năng gì nữa? Chúng ta sẽ có tính năng là lợi dụng để tạo ra bố cục khi biến hình. Các bạn ghi đi, biến hình với hình vuông. Các bạn sẽ nhìn thấy là thầy sẽ vẽ một cái hình vuông ra đây. Và với một cái hình vuông như này thì chúng ta rất là dễ tạo ra những cái cảm xúc cho nó. Ví dụ như chúng ta chọn một cái màu Civic và bỏ mất cái này đi. Đây ạ. Và lúc này thầy được quyền là chọn một cái giải pháp là thầy xoay cái biểu tượng này đi. Hoặc là chưa xoay thì thầy sẽ chọn là nhìn này. Thầy biến một đối tượng bông hoa nó trở thành một cái hình vuông, hoặc là hình vuông trở thành bông hoa, bởi vì cái này nó có số cạnh là 4 cạnh, nhưng sau này nó có 5 cạnh nó trở thành hoa đào, còn 6 cạnh thì có thể trở thành những bông hoa khác nhá. Các bạn nhìn này, tôi chọn là effect, tôi sẽ chọn vào biến đổi về hình dạng bằng chọn vào desktop transform và tôi chọn vào đây. Đây là cách biến hình theo số cạnh và có tính năng là làm những cái gạch men. Ví dụ các bạn nhìn thấy gạch men Veracera chưa, vẽ những cái họa tiết hoa văn của gạch men đấy em. Đã bao giờ nhìn cái đấy chưa? Đã bao giờ vào quán cà phê có những gạch men mà nó vẽ giống như cảnh bông hoa các kiểu không ạ? Chia đều không ạ? Thì cái này nó vẽ như vậy. Và hình như bây giờ là phong cách nội thất của người ta đang quay lại những cái gạch men từ ngày xưa. Nó không phải gạch men như bình thường nữa mà nó có họa tiết hoa văn thật. Nào, sau khi ghi xong này bây giờ các bạn nhìn lên màn hình và giúp cho thầy một tí là tôi tích vào đây một cái và tôi chọn vào đây. Thì lúc này tôi cầm cái kéo ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có bông hoa. Tôi nghe từ một cái bốn cạnh, bạn sẽ biến thành bông hoa như này. Và tất nhiên nếu mà các bạn kéo ngược lại thì câu chuyện nó sẽ như này, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ cầm cái kéo ở đây, tôi kéo ở đây. Và sau khi đã làm xong thì tôi có một cái bông hoa rồi. Tôi chọn màu trắng. Lúc này sau khi làm xong tôi sẽ thu nhỏ xuống và thực hiện một thao tác là khoảng 80%. Sau đó tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F. Một lần nữa tôi sẽ phóng to cái này ra. Và tôi gõ vào đây là 50% để tạo ra các sắc độ khác nhau. Và tiếp theo bạn có thể ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một độ nữa và bạn thu nhỏ vào bên trong và cho lên trên tất cả. Các bạn có thể gõ đây là 100% để cho nó tạo ra 3 cấp độ. Nhưng mà sau khi đã làm xong này tôi quét qua cả 3 này và tôi thực hiện lệnh là group Ctrl G. Đúng không ạ? Để muốn tạo ra một cái bố cục thì người ta rất là đơn giản, người ta chọn một cái hình tròn. Người ta vẽ một cái hình tròn như này. Mọi người nhìn thấy hình tròn này chưa? Tôi chọn bố cục số 1, chọn với đối tượng số 2, tích vào một cái, lấy đối tượng làm gốc là cái dưới. Và tôi căn chỉnh này thì có phải căn chỉnh vào giữa nhau không? Bạn yên tâm một điều rằng bạn làm bố cục như này thì chắc chắn vậy hơn pen là cái chắc ở. Bởi vì pen là bạn biến đường cong như này thì không bao giờ đều được như thằng này được. Nên muốn sau này làm menu phải làm theo kiểu như này. Làm standy cũng phải như này luôn nha. Nào, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn vào đối tượng 2 và tôi vứt bỏ đi phần thừa bên ngoài bằng công cụ Shift M. Shift M là cái gì? Là cái này. Được chưa? Rất rõ ràng. Và bạn muốn trừ phần thừa này đi thì giữ phím man. Giữ chặt phím man và chỉ qua nó thì mất đi đi thôi. Xong. Rồi, bây giờ tôi chọn 1, tôi chọn 2, đã có khung rồi tôi cho xuống dưới. Thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi có hình này tôi đặt vào đây không ạ? Cái này tôi tạm thời tôi để màu ghi cho các bạn dễ nhìn nhá.
Các bạn nhìn hình này của tôi mà. À, bông hoa này nó trở thành một tính chất trang trí. Tôi sẽ chọn vào đối tượng này, tôi thu nhỏ lại. À, sau đó tôi sẽ copy sang sản phẩm bên cạnh, tôi thu nhỏ lại tiếp theo một lần nữa. Được chưa? Và tôi tiếp theo tôi copy sang bên này nữa, tôi thu nhỏ lại một lần nữa. Các bạn có thấy là tính chất trang trí nó sẽ rất là cao. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Để muốn tạo ra một tính chất song song cho đối tượng rất dễ. Chọn đối tượng này, nhìn thấy chưa? Giữ an kéo này lên thì có phải song song không? Tôi chọn một, giữ shift chọn cái khung hình bên ngoài và cắt bỏ đi phần thừa. Bằng công cụ shift M thì có phải phần thừa chính là phần này không ạ? Nhô lên mà, xong. Lúc này tôi chỉ cần chọn cái này là màu trắng. Tôi sẽ chọn và hòa trộn bằng overlay. Nhìn thấy chưa? Vậy thì cái này các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể chọn vào overlay được không? Thử xem. Nha, nhìn thấy không ạ? Còn nếu không bạn để nguyên chẳng sao cả. Cái này thầy ơi em thấy là hơi to. Ok, kéo xuống. Được chưa? Thầy ơi em vẫn thấy hơi to. Vậy thì cái này nuôi vào trong. Rồi cái này nuôi vào trong để tạo ra những bông hoa. Và cái này có thể là thu nhỏ ra một lần nữa và thu nhỏ lại nhảy và đặt vào đây được không? À, mình làm thì cũng phải có tính chất trang trí. Và sau khi làm xong này bảo thế nhưng mà em thấy thiếu nét. Ok, kéo đây. Các bạn có nhìn thấy này, hình này thấy copy đâu không ạ? Nhìn thấy copy chưa? Bây giờ trong Inut nó có một tính năng là biến cái nét liền như thế này trở thành nét rồi. Bằng công cụ C. C đâu? Đấy, C là cái kéo. Cái kéo để gì? Để cắt. Cắt làm gì? Để biến cái này. Đây đang liền nhau rồi. Bằng cách bạn chỉ vào cái vị trí. Chỉ vào vị trí điểm chốt của điểm. Và lúc này tôi bỏ cái này đi đúng không ạ? Vẫn đi thôi. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, cái này có phải là tăng là màu không ạ? Bạn học được một cách đó là gì? Từ bài 1 của thầy đó là biến một miếng màu trở thành cái viền. Mục tiêu là vừa thầy kéo ra là chẳng qua là làm cái viền này cho các bạn thôi. Còn bình thường khi mà thầy làm cho thầy thôi thì không có kéo ra. Chỉ cần copy, vứt đi phần thừa là thầy sẽ làm nhảy luôn. Ship x. Các bạn nhìn thấy ship x nhá. Vậy thì tôi hỏi bạn nhé, lúc này tôi đặt cái vị trí này lên đây. À, các bạn có nhìn thấy là tôi sẽ có một cái viền không ạ? Và cái viền này các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào đây và cái viền hơi to nên tôi sẽ chọn vào 0.75. Tôi sẽ cầm đối tượng này tôi copy xuống một lần nữa. Và tất nhiên cây gõ này và chắc chắn phải là 50 rồi. Tiếp theo tôi cầm này gõ xuống một thêm một lần nữa. Và tiếp theo tôi sẽ gõ vào đây là dư tầm khoảng 30. Các bạn sẽ thấy là sắc độ tôi đã đi từ trên xuống dưới. Hiểu cái này chưa đã? Nhưng để muốn chuyên nghiệp, tôi nói thật cho bạn biết nhiều lúc mà chúng ta phải xử lý rất là quan trọng này. Thế ơi, nhưng mà em muốn cái nét viền này này đi đến đây phải chuyển êm vào nền, xong rồi từ bên này lại chuyển êm vào nền chỗ này nữa thì làm cách nào? Thì tóm lại chọn một, giữ shift chọn hai, chọn ba, thấy chọn được cả ba chưa? Tuấn và Can Trung rồi. Lý Thuyết Xuông, tôi thề các bạn không bao giờ đi làm được. Nếu mà không trải qua những cái cảm giác mà chúng ta thiết kế cho sản phẩm cho khách hàng, người ta chê mình thậm tệ, người thế này thế kia, nhưng mà tóm lại khách hàng tôi thích tôi lắm rồi đấy. Mà tôi thiết kế cho khách hàng người ta thích tôi. Còn các bạn thiết kế mà úi dồi bố cục này, bố cục kia, nhân lập này, nhân vụ kia, nhìn đưa cho khách hàng nó chê lên chê xuống tính sao? Một là giữ nguyên, đúng không ạ? Nên tôi nói cho bạn biết là khi đi gặp khách hàng phải biết rằng là họ là người có nhiều tiền, nhưng cái mà thẩm mỹ của họ có tương xứng với tiền không? Chưa chắc. Còn có những người rất ít tiền nhưng thẩm mỹ của họ cao vút. Thì bạn có làm cho họ không? Bởi vì sao? Ít tiền trả ít lắm nhưng đòi hỏi thì cao ngút trời. Vậy thì bạn có làm được không? Khó chưa? Vậy đấy là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời đấy. Là dân thiết kế phải trả lời và dân thiết kế phải trải nghiệm luôn trong đó. Thì đây, tôi cho bạn xem nhé, nhìn này. Lúc này thầy sẽ chọn vào đây. Các bạn đồng ý với tôi là mặt nạ đúng không ạ? Tôi tích đũa vào mặt nạ. Và mặt nạ này là gọi là mặt nạ màu gì ạ? Màu đen. Tôi bỏ clip thì có phải là mặt nạ màu trắng không ạ? Chúng ta học qua gradient chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhân này, tôi tiếp theo tôi chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi khoanh vùng vào đây một tí. Các bạn có thấy là tôi cua theo cái hình đúng như hình này không ạ? Ok, tôi cũng cua sang bên này luôn. Không cần quá chính xác bởi vì có những cái thứ mà chúng ta phải cực kỳ là căn kè, nhưng có những cái nút của chúng ta phải cực kỳ là phóng khoáng. Và sau khi mà chọn vào đây thì tôi quyết định cái này sẽ là màu đen, bởi vì mặt nạ của tôi là mặt nạ màu gì ạ? Tôi thích vào đây thì các bạn có đồng ý với tôi là mất hình không ạ? Các bạn có nhìn thấy mất hình chỗ này chưa? Có thể không? Cái mà em muốn là đến đoạn đấy là phải truyền vào trong, kiểu như êm vào trong mà mờ vào trong,
Vậy tôi vừa rồi tôi dạy cho bạn chiêu thức là làm nhòe chưa? Nó đang cứng nhảy mà tôi làm nhòe thì có phải nó tự nhiên tạo ra sắc độ là đậm trung gian sáng không? Ok, vậy thì lúc này chỉ việc làm thao tác là effect, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur, thấy chưa? Lợi hại không? Vấn đề là cái lệnh của chúng ta chỉ có một loại thôi, nhưng nếu mà chúng ta biết cách mà chúng ta ứng dụng thì nó sẽ ra rất nhiều trò để mà chúng ta làm. Bảo ơi, tại sao người ta còn nghĩ ra cái trò này? Đây, tôi cầm tôi kéo xuống. Thấy chưa? Bạn thấy chưa? Nó chuyển đến vào đề này. Đó, xong. Lúc này sau khi làm xong các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã làm này, nhìn nhé. Đang từ rõ này chuyển êm dần vào nền, tự nhiên chỗ này biến mất. Như vậy mới gọi là thiết kế chứ không thiết kế làm gì. Muốn nó sành điệu nữa thì cũng có thể được, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ dừng lại. Ok, thoát ra. Thế tôi có khung rồi. Và các bạn nhìn thấy khung chưa? Khung diêm rúa. Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái việc mà hình chính của chúng ta. Các bạn chỉ cần chọn vào file, bạn chọn vào phần Blend, bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình ở thư viện này. Sau khi chọn vào thư viện này thì các bạn chỉ cần chọn vào gì á, trang sức. Tôi thật cho bạn làm cái này, nó có nhiều kiểu lắm. Hôm nay muôn hình vạn trạng, hôm nay chúng ta thích kiểu này, ngày mai chúng ta thích kiểu khác. Quan trọng là chúng ta có đủ thời gian để chúng ta vẽ hết không thôi. Và chúng ta sẽ chọn ở đây thì tất nhiên tôi chọn tông đỏ bởi vì tôi đang dùng tông đỏ mà. Tôi cầm lên tôi kéo đấy. Được chưa? Và tất nhiên cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và can chun số 7 cái này đúng không? Nào, chọn vào can chun số 7 đây. Bạn nhìn thấy chưa? Và tất nhiên cái áo cô gái mà nằm ở vị trí này thì nó sẽ rất là vô duyên. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó sẽ nhấp, nó lại không thể hiện được toàn bộ cái vùng hàng của các bạn. Tôi sẽ phải làm cho nó đẹp hơn bằng cách một hạ thấp cái khung hình này xuống. Ok, vậy thì trước tiên tôi hạ thấp cái khung hình bằng cách tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào cái viền này, tôi giữ shift tôi đẩy xuống nha. Bạn thấy khung hình nhảy được chưa? Rồi, thấy được đúng rồi. Rồi, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Chọn vào đây, chọn vào đây. Control G, giữ shift đẩy xuống 1 2 chuẩn. Vậy khung hình này vẫn chưa xuống rồi ạ. Vậy thì lúc này chọn phím mè, chơi một trò như sau, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Bạn nhìn thấy chưa? Chọn nhá. Nhìn lại, tích ở đây một điểm này, giữ shift chọn một đây một điểm. Giữ shift chọn đây một điểm, giữ shift kéo xuống dưới. Chuẩn chưa? Các bạn có thấy là tự nhiên nó mọc đúng cái chỗ màu đen này, nó có giá trị chưa? Có nghĩa là nó đừng có dấp dính giữa phần hoa và phần ảnh bên trong mà dấp dính là vứt đi. Vừa rồi nó bị chạm mép của cái áo của cô gái là không có đẹp. Nó phải nằm trọn vẹn trong đó thì nó mới hấp dẫn được. Ok, và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu dưới thôi. Chọn vào đây, giữ shift y ngắn chỉ vào đây. Như thế này không ạ? Có nhiều người bảo là thấy vậy thì em có thể nói thật cho bạn biết nếu thiết kế lên đây cũng tạm ổn. Nhưng mà chúng ta muốn tạo ra một chiều sâu nữa thì chúng ta hãy chọn một cái background bằng gradient. Chọn vào file, chọn vào page. Lúc này các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh và chọn vào background cho tôi. Có những cái background này không đúng màu. Đây, các bạn chọn vào color. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái background của tôi. Lấy USB quét copy thôi, không vấn đề gì cả em ạ. Đây nha, các bạn sẽ nhìn này. Thầy sẽ chọn vào đây. Có những cái ảnh thầy sẽ cầm vào đây để kéo. Thế nhưng mà cái ảnh này đâu có phải là cái màu mà đỏ đâu. Ok, cứ cho vào đã tính sau. Cái việc mà của chúng ta là thích kiểu gì chơi kiểu đấy. Được chưa? Nào cho xuống dưới. Tôi hỏi bạn cái màu này là màu gì? Vậy tôi dùng hòa trộn color được không ạ? Thấy chưa? Vậy thì tại sao mà chúng ta học Photoshop mà chúng ta lại có lợi thế? Bởi vì làm sao tôi hiểu mà. Nên để dù nút này Photoshop nó vẫn là của tôi. Nó thích màu xanh, màu đỏ, màu vàng tôi chơi hết mà. Đúng không? Bây giờ em thích mà cái này màu vàng thì cũng vẫn có thể là màu vàng được cơ mà. Thấy chưa? Màu đẹp mà, pha trộn rất đẹp mà. Đâu có xấu đâu. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhớ một điều rằng là thầy đã chọn ra một cái màu đẹp chưa? Màu tươi chưa? Vậy cái nền như này đặt chữ vào có chết không? Hiểu cách làm chưa đã? Ok, thì đây là vấn đề về giá trị hình vuông. Tiếp theo, với giá trị hình vuông đấy chúng ta cũng lợi dụng thêm một cái độ nữa, đó là gì? Tạo ra cái việc phá cách, đó là tạo ra khung hình. Nhìn đây, hai màu khác nhau. Màu này đẹp hơn nhiều so với màu này. Màu này tươi hơn mà. Tươi nhưng đừng tươi quá nha. Rồi ok, thầy sao vẽ một cái hình vuông? Bản chất rượu cũ bình mới này. Chúng ta sẽ chọn vào effect và chúng ta chọn vào đây và tôi chơi một trò là biến hình. Và cái này thì các bạn biết rồi, tôi sẽ cầm cái kéo kéo đó.
Nhìn này không ạ? Vậy tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi sẽ dùng cái này tôi cắt ra cái hình này, có phải tạo ra một cái khung hình như này không ạ? Đó. Đấy. Tôi muốn thiết kế như thế này. Có chết ai đâu. Nhìn chưa? Chọn cắt 1, 2 thì có phải là đây là cái khung hình của tôi không ạ? Đấy, khung hình của tôi nó khác so với bình thường là hình tròn, khác với hình thường là hình vuông. Ok, tôi sẽ chọn đây, nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là hình vuông thôi. Align và căn chỉnh vào giữa. Lúc này để muốn cắt dao một đối tượng mang hiệu ứng và một đối tượng bình thường thì đối tượng mang hiệu ứng phải bị mất hiệu ứng đi. Các bạn có thể ghi là cách làm một đối tượng mất hiệu ứng. Thực ra bản chất của những người mà đi học ấy, họ rất nóng vội. Thầy cũng có rất nhiều học viên này. Nhưng mà có những bạn rất nóng vội, cứ phi vào này, ui không, em phải làm chữ lung tung beng lên, xong em phải tự sáng tạo bố cục ấy. Nhưng mà tôi hỏi ấy, thế trong đầu của mình có bao nhiêu cái bố cục rồi mà sáng tạo? Mình đã bao giờ nhìn thấy một cái bố cục đẹp chưa? Chưa. Vậy thì cứ hỏi bảo em tự sáng tạo bố cục. Ai thì biết cái sự sáng tạo là rất là cao siêu, rất là tốt đối với người thiết kế, nhưng mà nó phải có nền tảng, nó phải đi từ cái cơ bản, xong nó bắt đầu bạn phá cách được. Nhìn này, để muốn mất hiệu ứng chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào pattern. Các bạn có thấy là cái này lệnh là quan trọng chưa? Ok, ấn vào đây thì đối tượng của chúng ta sẽ mất hiệu ứng từ effect và trở thành một đối tượng thường. Nào, ấn vào đây xong nhá. Sau khi làm xong, thầy chọn vào đây, thầy sẽ thấy là nhìn thấy chưa? Ok, lúc này thầy chọn 1 là giữ shift, chọn 2 này và vứt bỏ phần thừa bằng công cụ shift M, thì có phải ấn như này không? Đấy, bố cục tôi xong rồi. Nào, nhưng lúc này tôi kéo đây cho các bạn xem. Bảo thầy ơi, nhưng mà em muốn là cái viền của em là phải song song với nhau cơ. Ok, tôi này chọn vào đối tượng đó, tôi chọn vào object, tôi chọn vào path và tôi chọn vào offset path. Offset path là cách làm cho đối tượng to ra nhưng với tỷ lệ là đồng dạng. Ok, các bạn đi đi, cách làm đối tượng to ra với tỷ lệ đồng dạng. Người ta chọn vào object, người ta chọn vào path, người ta chọn vào offset path. Nên đây là từ hình vuông nhá, từ hình vuông biến đổi thành hình bông hoa nhá, từ hình vuông là chia độ ra nhá. Chúng ta phải làm rất là kỹ. Xong chưa? Giờ ấn thử nhá. Nào, sau khi chọn vào đây xong rồi ấn vào preview thì các bạn sẽ thấy là tôi thấy to ra không ạ? Nhìn to ra song song chưa? Đồng dạng đây. Và tôi sẽ lăn cái chuột này đi một tí, tôi lăn vừa thôi. Đó, được chưa? Và sau khi làm xong tôi ấn ok. Lúc này các bạn có thấy là cái vành ngoài bị thừa ra không ạ? Tôi chọn cái vành ngoài lại dự chơi trò làm sao kéo ra. À, đội tượng này đang ở group tách ra. Tôi chọn cái vành ngoài, tôi giữ shift, tôi chọn một cái nền, tôi cắt bỏ phần thừa đi ra ngoài được không ạ? Rồi lại dùng shift M, thấy vớt được phần ngoài chưa? Vậy tôi hỏi bạn bên trong này thì tôi sẽ làm rất là dễ dàng thôi. Xong rồi đây, chọn một cái màu ghi cho mọi người dễ nhìn, nhìn đi chưa, xong xong chưa? Rồi chọn một. Lúc này tất nhiên là bố cục nó đã ổn rồi thì mình sẽ chọn những cái đồ mà rất là dễ. Khi làm hồ sơ hãy chọn những đối tượng ảnh, những ngành nghề rất dễ bắt mắt. Đó là gì? Đồ ăn. Đó là gì? Thời trang, trang sức. Các bạn có thấy là những đồ đấy nó đẹp không? Đẹp sẵn rồi. Tại sao mà không làm những đồ đẹp sẵn ấy? Mà cứ chọn phân bón với lại các kiểu và làm thì lấy đâu ra mà đẹp? Khó cực kỳ luôn nha. Các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ chọn vào đồ ăn. Food chẳng hạn như này. À, tất nhiên là sẽ chọn đến một cái món gì đó mà tôi thích. Ví dụ tôi thích gà, tôi chọn gà. Còn nếu bạn không thích thì bạn sẽ chọn ở đây, tùy các bạn nhé. Tôi chọn vào đây, cầm vào đây, kéo vào đây, chọn xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và căn chuẩn số 7. Cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy, thấy chưa, bản chất nó đẹp sứ rồi. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi cầm này, tôi sẽ quét vào cái này, tôi copy cái này, để cái nền thôi, bỏ cái nền này đi, cầm cái nền này kéo sang đây, đẹp chưa? Màu đẹp về cái gì mà chả đẹp. Và khi mà người ta đã đủ sắc độ rồi thì nói thật là chúng ta không thể nói chuyện được. Sắc độ nó đã ngon rồi, sắc độ là đậm, trung gian và sáng. Và các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta biến toàn bộ cái này trở thành đen trắng thì chúng ta mới biết là sắc độ nó đến đâu. Thì các bạn có thể chọn vào toàn bộ cái đối tượng đó,
in lên sóng này ai mà chẳng làm được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn qua phần edit, chúng ta sẽ chọn vào, quên mất, chúng ta sẽ chọn vào phần file, chúng ta chọn vào phần cái gì nhỉ, chọn vào màu, edit color, và chúng ta chọn vào cái cảnh. Đây là một trong những lệnh biến toàn bộ tất cả những ánh màu, rồi đối tượng màu mè các kiểu để trở thành chân trắng. Và như này các bạn sẽ biết là sắc độ của chúng ta có đẹp hay không. Ấn vào đây cả. Thấy chưa? Thành chân trắng chưa? Đấy, nhìn đây ạ. Mà đặt trên màu ghi đâu có xấu. Các bạn nhìn đây nha. Màu ghi tôi đâu có xấu, bởi vì lý do là trên đấy nó có màu rồi. Vậy thì cái nguyên tắc của thiết kế đồ họa là một thằng đẹp thì một thằng phải im đi. Đúng không? Một thằng nói, một thằng bị nghe chứ, đúng chưa? Hoa hậu thì phải có một người thôi, một người đẹp, một người xấu, thế này đẹp hết thì ai chọn được, đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một trong những cái cách ứng dụng hình vuông để tạo ra những cái bố cục. Ok, các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, Ctrl Shift H. Chụp màn hình. Tạm dừng.